Anh em trở lại với video tiếp theo trên kênh của mình. Ok, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục ở trong con game là 68 game bài. Thì cùng xem những cái chia sẻ của mình làm sao để có thể ăn được nhiều tiền nhất và tại sao mình lại chọn 68 game bài để chơi nhá. Ok, thì giữa một cái rừng game hiện tại nó đang xuất hiện rất là nhiều game. Thì tại sao mình lại chơi 68 game bài? Đơn giản thôi, thì trước kia mình cũng là người chơi săn win với Gotham 8 là chính. Nhưng mà một tháng đổ lại đây thì mình nhận ra, mình thấy cái bạn nào đấy chơi trên YouTube ấy. Đấy, mình cũng vào coi thử xem sao và thử thấy con này cũng ok nên là thử vào test. Thì tớ sẽ chia sẻ là lúc mà tớ bắt đầu tải game thì tớ đã có những suy nghĩ gì về game. Thứ nhất là cái giao diện này nó cũng không thua kém gì so với Gotham 8 và Sunwind đâu, nên tớ thấy là cũng ổn. Và việc đầu tiên tớ làm sau khi tớ tải game là tớ nạp thử 100k. Hết, nói chung là 100k đối với tớ là hoàn toàn rất là nhỏ. Và tại sao tớ lại nạp 100k vào thì tớ nghĩ là thế nào? Tớ nghĩ là một cái game mà ok thì trước tiên là mình phải test nó trước. Nó phải nạp được, nó phải rút được, nó phải ok la thì mình mới chơi. Đấy, thì mình nạp vào 100k và mình chơi lên 150k, mình thấy rất là ok thì mình cũng rút được tiền luôn. Đấy, mình nạp 100k rút lên 150k rút được mà thậm chí là rất là nhanh. Đấy, những cái thao tác đấy rất là nhanh. Anh em chơi thì anh em sẽ biết là nạp tiền nhanh này, rút nhanh là mình đã có một cái điểm cộng rồi, có nghĩa là ok. Tất nhiên là một con game sinh ra thì chắc chắn là nó phải nạp tiền được, phải rút tiền được thì mới đáng respect và đáng để chơi. Thì ok, con này tạm thời đáp ứng được điều đấy. Đấy, thứ hai là gì? Tất nhiên là khi hướng tới một con game, tất cả mọi người đều hướng tới là cái tỷ lệ ăn, cái cách chơi nó có ok la không, cái dòng tiền như thế nào, cái lượng người chơi có đông không. Và tớ thấy cái lượng người chơi đông nhá, ví dụ ở trong một cái cầu tài xỉu như thế này sẽ có đâu đấy là hơn 1000 người chơi. Đấy, thì tớ cứ cho rằng là nhà cái bịp đi, nhà cái chỉnh tỷ lệ cho người chơi thua đi, thì nhà cái có mấy ông code bên IT ấy. Thật ra người ta muốn làm thì người ta làm dễ hơn là có gì đâu. Đấy, tay này sao xỉu vẫn nhá. Thì là cái vấn đề mà code cho người chơi thua là vẫn có. Tất nhiên là có rồi, tớ cũng không có nghĩ là nó không có đâu. Nhưng mà làm sao giữa đây 1300, gần 1400 người chơi thì anh em nghĩ là nó sẽ soi ID và can thiệp của mấy người? Tôi nghĩ là nó chỉ tầm 10 người gì đấy thôi. Là những cái người mà đánh rất là to, đánh mấy chục củ, mấy trăm củ thì có thể là sẽ soi. Chứ thực tế là mấy cái ông mà đánh vài trăm ca hoặc vài triệu gì, nằm ở trong cả nghìn người thì người ta sao mà quan tâm nổi, đúng không? Người ta kệ luôn ấy. Nên là được, xứng đáng để thử. Đấy, cái này thì tớ bình thường thì tớ bắt theo cái thủ thuật, cái cách soi cầu thuận nghịch của tớ. Nhưng mà hôm nay thì tớ chủ yếu là ngồi chia sẻ với cả là đánh theo cái một là may mắn, hai là nhìn cầu, ba là nhìn dòng tiền thôi. Đấy, nhìn dòng tiền cũng là cái cách dễ chơi. Và bây giờ mình đã thấy là một cái cầu biệt xỉu nên mình bẻ cầu thôi, cũng chẳng có ý nghĩ gì nhiều, đúng không? Ok, xem nào. Ui rồi ôi, vẫn xỉn. Thôi đến lúc mà mình phải xem lại cái cầu rồi. Chứ đánh cái này không ổn, nó mất tiền đấy. Nói chung là không được chơi cho vui đâu, phải chơi, mình là đặt tâm lý là người chơi là phải thắng. Tiền mình bỏ ra mà. 10 này, chia 30 này. Là 6, 6 phải xỉu ok, một cầu một tay cầu thuận này. 10 chia 30 này. 6 cầu thuận tiếp. 10 chia 6. À 10, 16 nhé. 16 cộng 30. 16 chia 30 8. Ủa, cầu thuận anh em ơi. Cái tay mới nhất là gì? 13 chia 31. À, tay này sang tài được rồi. Tay này tài được rồi. Đúng là mình cũng muốn cấp thép. Và thứ hai là mình cũng thấy là mình cũng đọc cái điểm phiên là nó cũng ra tay này tay tài, nên là mình càng tự tin hơn. Nên là tay này mình vào 30 củ luôn nhé. Đấy, chuẩn rồi. Đấy, mình vừa đọc điểm phiên mà vừa đánh theo đây. Đây, 9 cộng 14 là 13. 13 chia 31 là ra không phải mấy đấy. Đây, 13 chia, ví dụ tay vừa rồi 13 chia 31
0.41 là 4 cộng 1 là 5 là tính ra tài. Đấy, thế là đánh tài luôn, tự tin luôn, đánh 30 củ luôn. Không phải sợ nhá, không phải rén nhá. Đánh mạnh tay luôn. Tiếp theo là gì nhỉ? Tay này thì thôi cứ tính nốt công tính theo điểm phiên thì cứ tính theo điểm phiên thôi. 11 cộng 5 16 chia 30 0.53 lại quay về xỉu. Đúng luôn, tay này quay về xỉu đẹp đấy. 3 triệu thôi, vừa ăn xong, đánh tay này nhỏ nhỏ xinh xinh thôi anh em ạ. Ok này. Ui xịt rồi, đấy. Vừa ăn xong nên là cũng không có tham lam, không có đòi hỏi nhiều, mới ăn một tay to xong nên đánh chậm lại thôi. Tại vì là tỷ lệ cầu cũng không phải là chắc chắn thắng, thì cứ đánh từ từ thôi. Tay vừa rồi là ra gì nhỉ? Đây, 13 là 18 chia 30 0.6. Ừ, nãy giờ là mình đang theo cầu thuận đúng không nhỉ? Ừ đúng rồi, xỉu tiếp nhá. 15 triệu luôn đi. 25 triệu luôn đi. Mạnh tay lên em ơi, mạnh mẽ lên nào. Thú thật với anh em là cái tiền này ấy, vốn mình bỏ vào là 100 triệu đấy. Mình nạp vào 100 triệu luôn. Đây, cái lịch sử chơi của mình đây, thua rất ít, nó bị mất vài tay rồi đấy. Thua rất ít nhá. Còn toàn ăn thôi. Sợ mình đánh thì theo hướng gấp thép nên là có thua vài tay thì mình gấp lên nó sẽ kiểu gì không ăn. Vì là mình bắt cầu chuẩn anh em ạ. Thấy chưa? Tay này bắt đúng cầu, mạnh dạn tự tin là vào 25 củ là ăn luôn. Đấy, game nó cũng dễ mà đúng không? Game nó cũng dễ òm. Có gì đâu mà phải suy nghĩ nhiều đúng không? Cái thủ thuật của tôi là đỉnh cao nhất rồi. 4 cộng 2 là 6 này. 6 chia 30 này. 0.2 xỉu tiếp. Tay này thì vừa ăn xong, theo quy luật thì vừa ăn xong lại đánh một tay nhỏ ấy. Đấy, thế là đánh một tay nhỏ xong là bắt cầu lại thấy là ok, đẹp. Lại là vào một tay to. Để cứ thế chơi sương sương thế thôi. Chứ có gì đâu mà phải nghĩ nhiều, đúng không? Đấy, chơi tài xỉu thì thơ đơn giản mà. Chiều giờ chơi mấy tiếng kiếm được trăm triệu đấy. Ui, đỉnh thực sự. Đỉnh anh em ơi, đỉnh anh em ơi. Tay này thì tay này tôi mong xịt để tay sau tôi đánh một tay thật to. Nhưng mà chắc là ăn thôi, tại vì là cầu nó đang đi chuẩn thế mà. Ừ, cầu đi chuẩn thế mà, 10 lượt 10 luôn này. Đấy, chơi thì nó cũng đơn giản thôi à. Tài xỉu thì cứ áp dụng công thức là ra thôi, như kiểu tính toán thế thôi chứ. Ít gì nhiều, cầu thì đang đi cầu thuận thì cứ mạnh tay mà cút thôi. 0.48 là 12, xỉu tiếp. Tay này thì về xỉu tiếp anh em ạ. Ơ, cái game này vẫn có trả lại à? À đâu, làm gì có trả lại. Trả lại thế này là do người ta thắng. Còn trả lại không đồng là do người ta thua. Tớ cứ tưởng là kiểu nó cân không cân cửa nên là trả tiền lãi. Cái này không có nhá. Bên MD5 thì có không nhỉ? MD5 hình như có vậy. Ừ. 10 củ đi, 12 củ luôn đi. Ok ok, let me check. Tên này thì cầu nó báo xỉu anh em ơi. Xỉu thật. Đỉnh cao luôn. Let me check. Uầy, ngon vãi. Ui giời, ăn nhiều lắm luôn đấy. Nãy giờ ăn nhiều lắm, ăn nhiều tiền lắm luôn đấy. Ăn nhiều tiền vãi. Riêng 3 tay gần nhất này. Ừ, cứ cho đi riêng 6 tay gần nhất xuất hiện ở đây. Mẹ tôi ăn hơn 50 triệu mẹ luôn. Vãi thật, ác kinh. Thôi, ok. Tôi làm tay xuất kèo đi. 9 cộng 6 này. 15 chia 31. 0.48 xỉu tiếp. Xỉu tay không chắc lắm đâu. 14 củ thôi, 15 củ đi.
Tại này không chắc lắm anh em nhé, tại này không tỷ lệ ăn không cao lắm. Theo tôi thấy tỷ lệ ăn không cao lắm, nếu mà nó và ăn thì là quá tài. Nói thật nếu nó mà ăn thì quá tài luôn. Ồ, ăn thật anh em ạ, kinh khủng khiếp. Kinh khủng khiếp. Một ngày ăn 130 triệu, quá kinh khủng. Ui. Ok, thủ thuật này quá ghê đấy thôi. Không áp dụng hơi phí anh em nhá. Và bye bye anh em, chúc anh em một ngày tốt lành. Nếu thấy hay cho mình một like và subscribe, đăng ký kênh để xem nhiều video hấp dẫn như kênh của mình nhá. Bye bye.